Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Văn Tần và hiện nay mình đang là doanh nhân và là nhà đầu tư cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và cách đây 5 năm thì mình đã phá sản, mình đã rất khó khăn về tài chính, ngập ngụa trong nợ nần. Nhưng mà mình đã học được một cái kiến thức về đầu tư, mình đã học được một cái cách về thông minh tài chính. Và chỉ sau 5 năm thì mình đã đạt được cái thành quả, đó là 5 năm sau thì hiện nay mình đã tự do tài chính. Tức là cái dòng tiền tự động chảy về trong túi của mình luôn luôn nhiều hơn cái mức độ chi tiêu của mình. Và mặc định rằng mình không cần phải làm việc nữa. Bắt đầu thì mình chỉ còn làm những cái công việc mình thích thôi, chứ không phải làm những cái công việc mà mình phải làm. Và mình thấy cái việc thiết lập một cái bức tranh tài chính, tức là hoạch định chính sách tài chính cá nhân, hoạch định tài chính cá nhân là một cái bức tranh rất quan trọng với tất cả mọi người. Mình thấy rằng có những cái điều nó liên quan đến thiết yếu của cuộc sống. Hầu hết mọi người đều ước muốn mình có một cuộc sống thoải mái về tài chính, đều ước muốn mình có một cuộc sống độc lập, không phải lệ thuộc về con cái về lúc tuổi già. Và hầu hết mọi người đều mong muốn rằng mình có một cái khoản tiền tài chính đủ lớn để chi tiêu cho những cái vấn đề y tế và sinh hoạt những lúc tuổi già. Sự thật là người già cần chăm sóc về y tế nhiều hơn những bạn trẻ. Nhưng rất tiếc là càng về già, và đặc biệt đến giai đoạn về hưu, thì hầu như mọi người cái mức độ kiếm tiền thì ít đi. Và các doanh nghiệp hầu như họ đều sa thải cái lao động ở cái đoạn này. Người ta thường gọi đó là về hưu. Thực tế đó không phải là về hưu, mà đó là xã hội không nhận những cái người đã lao động nữa và buộc họ, đẩy họ ra đường. Và chúng ta đã thấy rất nhiều các cái bức tranh, rất nhiều 90% con người ta thất bại về tài chính. Thất bại về tài chính ở đây không phải là người ta thiếu bằng cấp, mà thực sự là có rất nhiều người có nhiều bằng cấp, nhưng đến cuối đời, khi mà không còn làm việc ở công ty nữa thì họ đều gặp những cái khó khăn về tài chính. Đó là chi tiêu của họ phải ở bớt đi. Hoặc là những cái chăm sóc y tế của họ bây giờ bắt đầu cần nhiều hơn thì họ lại không có tiền. Và rất nhiều người đã phải lệ thuộc vào con cái. Những người mà con cái điều kiện khó khăn thì họ trở nên cực kỳ khó khăn. Họ bắt đầu lâm vào thảm họa về tài chính. Thực sự đó không phải là cuộc sống thực sự, mà đó là sự trừng phạt. Vậy nguyên do ở đâu? Mình cho rằng đây không phải là vấn đề nhỏ, đây nó là vấn đề nhức nhối của xã hội. Và mình nghĩ rằng cái đóng góp của mình chia sẻ của mình nó có thể giúp cho rất nhiều người đang loay hoay tìm ra những cái con đường để có thể độc lập về tài chính, để có thể có những cái khoản tài chính sống trong những năm tháng cuối đời một cách thoải mái, để có thể giúp cho những cái người mà họ muốn cuối đời của họ có một cái khoản tiền để họ có thể đi đây đi đó, để họ có thể làm cái công tác giúp đỡ người khác hay là từ thiện này kia. Thì đó là những cái mong mỏi rất chính đáng, nhưng rất tiếc là 90% người ta không có đạt được cái bức tranh như vậy. Và cái việc thiết lập cái bức tranh tài chính cá nhân là cực kỳ quan trọng trong bất kỳ một người nào. Thì mình thấy rằng vấn đề mấu chốt của chúng ta là phải học về thông minh tài chính. Thông minh tài chính tức là ngay từ khi bạn còn trẻ, thay vì bạn dùng tiền để góp nhà, góp xe, thì những người khôn ngoan về tài chính, những người chỉ chiếm 10% đã thành công đó, họ khôn ngoan bằng cách là họ chậm tiêu xài lại. Thay vì phải mua cái nhà to thì họ chấp nhận ở cái nhà nhỏ hơn, và họ dùng cái khoản tiền của mình tích góp được, họ học những cái kiến thức thông minh để họ đầu tư và bắt đầu dùng tiền tự động kiếm tiền cho mình. Đây là một cái cách mà tất cả mọi người giàu và thành công họ đều làm rất tốt cái việc đó. Tức là sự thật, chúng ta dù giàu hay nghèo thì một ngày chúng ta cũng chỉ có 24 giờ. Nhưng mà nếu mà bạn biết dùng tiền của mình để mà nhân bản nó lên, thì tức là khi mà bạn nhân đôi được số tiền của bạn một cách tự động, có nghĩa là bạn đã có thêm một người nữa làm việc cho bạn. Và nếu như tiếp tục làm theo cái công thức như vậy thì chỉ cần 5 năm đến 10 năm. Ở đây tôi nó khẳng định là với bản thân Tần chỉ là 5 năm. Còn với bất kỳ một người bình thường nào thì chỉ cần 10 năm. Nếu bạn biết tái đầu tư 10% cái khoản tiền của bạn đã làm ra, tức là bạn tích góp được đó, mà bạn có cái kiến thức về tài chính, bạn nhân bản nó thông qua hệ thống cái những cái cổ phiếu tăng trưởng, thì chỉ cần 10 năm sau bạn sẽ thấy một cái điều thú vị, đó là bạn sẽ có 10 người như bạn, khỏe mạnh như bạn làm cho bạn mà bạn không cần phải làm việc nữa. Và có một điều thú vị nữa tôi có thể chia sẻ với bạn là những cái người công nhân bằng tiền bạc của chúng ta làm việc đó thì họ không có chi tiêu. Duy nhất chỉ có chúng ta chi tiêu thôi. Và đó là cái bức tranh đẹp nhất mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu như mà bạn dành ra được 5 năm ở trong cuộc đời thôi, với một cái kiến thức tài chính đơn giản, đó là học về cách thiết lập cái bức tranh tài chính cá nhân, thì chỉ cần 5 năm chứ không cần phải đi làm thuê cho chính phủ đến 30 năm, bạn đã hoàn toàn có thể đạt được bức tranh tự do về tài chính. Tức là bạn không cần phải làm việc nữa mà bạn vẫn có thể đi rong chơi suốt đời. Và mình thấy rằng cái việc chia sẻ đó ra với mọi người là một điều rất là quan trọng, giúp cho rất nhiều người có thể đạt được cái điều đó. Đặc biệt là những cái anh chị mà bắt đầu đến tuổi 40 chuẩn bị nghĩ đến bức tranh về hưu của mình, không có nơi nương tựa và không có thể nào có cái cuộc sống phải phụ thuộc vào đồng lương, thì chỉ cần bạn bỏ ra mỗi một năm một tháng lương thôi, thì 5 năm sau bạn đã có khoảng ít nhất là 2-3 người khỏe mạnh như bạn làm thuê cho bạn.
và những năm tháng cuộc đời, cuối đời của bạn sẽ có người khác, tất cả tiền bạc của bạn sẽ lo cho bạn những năm tháng cuối đời. Bản thân tôi nghĩ rằng tiền nó là một chính người công nhân, và tiền chính là những cái chiến binh thực sự, nó bảo vệ cho chúng ta. Chứ con cái của chúng ta thì chưa chắc. Con cái của chúng ta có thể bỏ chúng ta đi những lúc khó khăn, nhưng tiền của chúng ta nó hoàn toàn có thể bảo vệ chúng ta bất kỳ lúc nào chúng ta cần. Rất tiếc là mọi người đã coi thường cái đồng tiền, mọi người đã đối xử với đồng tiền giống như là một cái, họ biến thành nhà đẹp, xe đẹp, và họ đã đối xử với tệ như vậy. Cho nên khi tiền quay đi, thì mình có một cái lớp giáo dục về tài chính, một cái lớp chia sẻ những cái cơ hội chỉ có được ở trong thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những người hiểu về tài chính, họ sẽ tìm ra được những công ty tăng trưởng để đầu tư. Và mình có một cái lớp học gọi là nhà đầu tư kiệt xuất, mà bây giờ cái phiên bản của chúng tôi mới update, nó tên gọi là lớp học về đầu tư giá trị và tăng trưởng. Thì giá trị ở trong lớp học đó, bạn sẽ học được gì? Bạn sẽ được học được cái cách thông minh về tài chính. Bạn sẽ học được những cái mà người giàu họ đang ứng dụng và họ đang thành công. Bạn sẽ học được cái cách đó là dùng tiền của mình để làm việc cho mình. Và chỉ mất 5 năm thôi là sau đó tất cả cuộc đời của bạn, tất cả đều được tiền ở xung quanh bảo vệ bạn. Bạn sẽ học được cái cách về hưu trong giàu có và về hưu sớm. Như bản thân cá nhân Tần là 41 tuổi đã bắt đầu về hưu rồi. Và bạn sẽ thấy được rằng cuộc đời nó rất tuyệt vời. Bạn sẽ vượt lên bên trên 90% những cái người khác họ không có kiến thức về tài chính. Và sự thực cái kiến thức này nó đơn giản đến mức một người học lớp 8 là đều có thể làm được rồi. Và bạn có thể trở thành những cái người rất là thông minh, nhưng bạn có những cái công cụ, cái cách mà những cái người giàu thực sự họ đã làm như thế nào để đạt được cái điều đó. Và hy vọng rằng cái lớp học đó có thể chia sẻ cho tất cả những cái anh chị nào mà quan tâm đến tự do tài chính, anh chị nào mà quan tâm đến cái vấn đề về sau này về hưu và cái sự bảo đảm về tài chính, thì rất mong là sẽ gặp lại các bạn. Và cái thông tin của cái lớp học đó, các bạn có thể điền thông tin của mình xuống bên dưới, ở bên dưới, ngay ở bên dưới đây thì chúng tôi có những cái form để đăng ký. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề tài chính của cá nhân thì hãy đăng ký vào ngày đó, chúng tôi có thể có chia sẻ với các bạn. Cái kiến thức này khi mà tôi tự do tài chính thì hiện nay tôi đã chia sẻ được cho 5.000 người. Và tôi rất hạnh phúc rằng hơn 5.000 người ở Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi thấy rằng họ đều nhận được rất nhiều cái giá trị ở trong cái lớp học đó. Đặc biệt là có nhiều người họ đã có những cái bức tranh tài chính hoàn toàn. Có rất nhiều người đã xin nghỉ việc ngay sau khi mà một năm sau ứng dụng những cái công thức này, giống như Tần đã đạt được. Thì nhiều người đã đạt được cái bức tranh tài chính như vậy. Và tôi thấy nó cũng không khó khăn gì lắm. Nếu như bạn quan tâm đến tài chính của mình, bạn quan tâm đến tự do tài chính, hãy đăng ký ngay ngày hôm nay ở bên dưới. Cảm ơn quý vị.